gì nó không có chắc làm đâu, là nó làm cũng được rồi sao. Rồi lúc nào mình cũng nghe về cũng nhát nó. Thì đối với những đối tượng này thì để có xu hướng là họ có suy nghĩ suy tồn để nó cùng tâm hồn nhận ra một cái sai lầm là nó thì rất là bình thường, sai lầm nó thì mình biết sai là con mình không sai, mình sửa hiểu. Những người này thì họ cũng nghĩ về cái sai do là vấn đề rất là nghiêm trọng không thể nào cứu chữa được. Thì mình có đi rớt đi, rồi lạc quan không sao, mình có chơi bằng đều rồi. Rồi bữa sau mình sẽ có bố trong tay mình đi lần điểm cao hơn. Không có còn đi lần 1 mà 5 điểm, mà đi lại lần 2 mà 8 điểm thấy không hơn rồi. Không, đó là người lạc quan. Còn cái bạn mà từ bạn có thiếu thì sao? Thấy thì được, chưa còn bị điểm còn đi ra cái giò là thấy với bạn mình. Thấy sao không có giống gì ở trên đó. Chứ chắc bạn mình đã là 4 nữa mà không có tụ tung cái xíu nào đẹp hơn cái gì không đi rồi xa mà cả lớp làm vậy có mình làm khác cái này các lớp này cả lớp đều cho mình đi làm vậy đều quá đau khổ quá về đủ thôi thế sau mấy ngày các chị nó nói là cả lớp đều đều đó có mình làm đó thì rất ăn rồi nó rất thật đúng rồi, hai người nó rất thật. Quan, tụi nó rất là nhát, tụi nó rất là ngang ngược, cái gì cũng không. Cái gì xong? Cái là chúng ta là người mặc nhưng mà không ăn vào, là sẽ có cái vấn đề là phải xài có điều gì dễ, có điều gì còn phải rất là lo, nhưng mà cái quá trình nhân phóng nó sẽ làm nó có một cái thế, rất là dễ bị cái loại hàng người rất là dễ nó thành nó ngon. Tại vì sao? Cũng là để tay may. Chứ còn nếu như là nào ở trong phòng máy thì dương năng lượng quá là mình không có xe. Thấy giờ mình đáng không có xe không? Thế đó thôi không có xe đâu, không ha. Thì không ai phải giờ mình mất tiền và đang cháy túi nữa. Vì phải khổ lắm. Có lỡ gây tai nạn giao thông thì sao? Không, cái này thì dễ bị thất lắm. Trời ơi, cha gì đâu mà ha. Chị em cứ chắc có xe, hèn quá lưu 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 trái à, thấy cái lập tức rồi mà không ăn bằng này. Tức là các bạn này mới nói về đề. Thì sẽ là bạn ra thật luôn. Cứ xe liền và không ngờ biết chắc hồ bản như thế nào à, cái gì cũng dễ dàng hơn 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 á. Tất cả là gì chắc là không cơ hết á. Cái lời thứ ba là mặt ăn bằng như là kiến thức này. Thì loại mặt nó như là sao? Phần ba sai điều gì nha, phần ba điều đâu. Tăng bằng lên cái này là quá trình không có ước chế của mình hết. Nhưng mà do cái tinh thần lên cái quá trình bị trở này nó sẽ mất thời gian đâu. Thì các em sẽ thấy là những người này ra kêu họ làm cái điều gì khó đó, họ cũng suy xét và họ cũng dám nhận cái trách nhiệm đó. Vì khi không biết cái hồn như thế nào mà họ sẽ suy xét, cũng lấy và bị càng để mà dám nhận cái điều khó. Thì khi nhận điều khó thì có cơ hội sẽ thành công thì không thành công. Thì cái vấn đề của họ đây là quá trình nghiên cứu thiết kế cái tính linh hoạt nó kém quá, nó nhiều lắm á. Chiều nay họ sẽ lấy ăn thôi phát tiền còn quá là nhiều quá ăn thôi, giờ đó còn đi đứng nào một nửa đi lâu rồi cũng đi. Thế là sao? Thế suy nghĩ tới suy nghĩ lui, có một nhóm bạn thuộc loại là mặc nhiên không ăn bằng nó chỉ liền tại sao bị bổ đó gì đâu chỉ là khách bổ đó mà nói gì ha. Còn cái đó mà cái tinh thần là cũng suy nghĩ nhiều thì có người yên chăm thì cái gì đó liên quan là không có gì buồn nữa thậm chí là công ty nó vô đúng cái bài hôm nay không nữa khổ quá suy nghĩ nghĩ hoài tới hai giờ chiều mới thôi mà lâu rồi cũng chưa gì đi thôi sẽ chết đi tức là hai giờ chiều rồi phải đám bạn lúc này mình á xin lỗi với nhau giờ người ta đang trên khỏi vũng tàu rồi thôi hẹn từ xa đi. Thì suy nghĩ rất là lâu, là những suy nghĩ suy xét rất là lâu. Thường sẽ ra những cái đường dễ. Vì đó tụi mình thường sẽ phù hợp với những cái ngành nghề là cần phải cẩn thận, kỹ mỹ. Và những cái công việc mà nó không có tính chất đột phá gì lắm. Thì mình có thể nghề gì là mình làm không? Bác sĩ hả? Dạ. Okay. Cấp cứu từ từ. Cấp cứu từ từ. Thiên nghĩ. Chị nghĩ tới một kêu anh bị sao kết quả. Em thấy cái loại này nó rất là nhiều cái điểm. Thì thường ta thấy là cái loại này nhiều dễ hơn. Tại vì
mình không biết mình làm đúng hay làm sai, nhưng chắc ra mình phải tự công nhận thân mình có khả năng làm được. Phải nói với thầy lưới của mình, phải tìm thấy ưu điểm của mình là cái gì. Còn mình không nhìn thấy điểm xấu, cái điểm không hay đúng không? Nó xoáy vô cái đó thì sẽ làm mình rất mất tự tin. Vì đã mất tự tin thì khó mà mình có thể đau mình lắm. Thì cái ưu điểm của mình là dám chấp nhận và cái thử thách thách thức. Ở khi làm thì đương nhiên sẽ có suy xét, thì cơ hội thành công sẽ cao. Thì những cái phòng về các cái phòng tâm này nó nãy giờ các bạn thấy mình thuộc cái nào còn thấy là cũng rất là thuộc cái này bởi vì ở tuổi trưởng thành nó phải là cũng nhiều nhất khác đó. Không ai có được là thấy có bạn là cô nấu rất là nhút nhát, kêu giơ tay phát biểu đi, không có làm gì nghe em đâu mà cũng hơn chú ý rất là vừa đó chi cần không như thầy là không như thầy, không như thầy, không như thầy. Không như thầy. Nhưng mà khi mà sự vô đó, anh nhà một cái thể thao này đi, thì dường như là thấy là nó rất là tự tin, rất là quyết lấy và quyết ha. Tham gia một cái hoạt động phong trào đó thì rất là năng động, rất là nhiệt tình. Trong đó thì mình thấy bạn cũng nói nào chưa đó, sao muốn tham gia cái hoạt động từ này đó, cái bạn nói liên tục luôn. Thì các anh thấy là có một người đó là hai bọn cái gì nữa chúng ta tùy vào những cái bạn dùng lại là sẽ có những cái đáp ứng khác nhau. Một cái cách câu lời thứ hai là người ta người cho hai cái bạn có hiểu thì hai bóng thiệu thứ nhất là nói là những cái gì đó cụ thể gần sờ nghe được ha. Thì thường thì cái tư duy lần đầu mình lâu là những nhóm là nhạc sĩ hoàng sĩ ví dụ như giờ các em nhìn ra trời nắng này các bạn nghĩ vậy đúng rồi nắng đâu là bình thường rồi. Còn cái đó thì để mà về nhạc sĩ thì giờ sẽ khác mọi việc là taxi đi mua hàng cho mình ha, thì họ sẽ lúc nào họ sẽ thấy là giờ có tình dần dần luôn thì gặp người không tình buồn lắm thôi chắc chắn dần buồn càng ngủ ngủ nó có nhiều cái trò cố này trong lòng đó.
ví dụ bây giờ đó là hơn cạn thôi, bị sống quá sống để bị lớn chất quá sống lớn cận nói chuyện là nó vui lúc buồn nó ngọt lớn đây là có những cái bạn không bây giờ cái công việc này nó rất là sốt vâng để bạn sẽ phân ra các cái động tác khác nhau giúp cho mình chú về đẹp còn cái công việc này mình cho các hay là nói thì cái nhóm sẽ được trình bày sẽ có thì không có cơ hội để lên trình bày với lớp thì cũng xin là mấy nhóm ha nhóm có thể cho các bạn có cơ hội để lên trình bày chia sẻ ra những các bạn của mình là giúp nhắm mắt không ngủ nghỉ ngơi. Bây giờ là buổi chơi khi điện thoại ngày nay, thì em sẽ là buổi mà không chứ từ là học trên. Không có nhiều anh học sinh 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 học còn giá trị của đồng đô la giá trị của đồng đô la để mà đoán cái đồng đô la khác thì nó không thể được thì như là cái đó là cái ngày đó thành phố đô la nó sơn thì cái ngày này thấy rõ ràng rồi cái là nó học và các thứ cái gì đó thay vì cái đó thì mình có thể là cái này là em rải cái gì nó sẽ là xác định rất là khó vị trí của đồng đô la ở đâu có thể có như thế nào và lúc đó thì nó không đi được đâu. Thì trong một công việc ngủ mình sẽ có 3 buổi chặn. Cái dài là 6 đến 9 phút. Và tôi luôn có cái dài là 5 gram.
và có 15% của cái giai đoạn 3%. Cái giai đoạn 15-20 phút ước là cái giai đoạn có 15%. Trong giai đoạn này thì thường có những cái giấc mơ sinh hoạt khi thức tỉnh tại vì mình không thể nhớ được. Thì một chu kỳ chắc cũng có cái giai đoạn 90-120 phút này hình lên thì mình sẽ có 4-5 cái chu kỳ ngủ. Càng về sáng thì thời gian của cái tăng cũng nhanh, càng kéo dài hơn. Thì các em sẽ thấy đây, người ta sẽ thông ra trong giai đoạn thức tỉnh là có giai đoạn 6-3 kéo dài 12. Giai đoạn giấc ngủ là 100 thì các em sẽ thấy chủ yếu là 6-3 là thôi. Thì trong cái giai đoạn mình có thể ngủ sống chặt, không có chủ yếu là 100 thì mình có giai đoạn 1-2-3-4. Thì cái cách câu hỏi này thì nó sẽ hơn hay là một khoảng xíu tùy theo tác giả. Thì đặc điểm của trong cái giai đoạn giấc ngủ thì dần dần sẽ xuất hiện cái sống chặt nhiều hơn. Đến giai đoạn ngủ sâu thì mình sẽ thấy chủ đề sống đen pha với đen pha nhiều. Tới giai đoạn mình sẽ chủ động mắt năm thì mình sống đen pha. Thì trong cái biểu đồ này người ta sẽ theo dõi cho ghi điểm của biểu đồ của bệnh nhân xuống trong cái đêm ngủ của luôn. Thì trong cái giai đoạn đầu bắt đầu cái ngủ nó rất là chủ là sống đen pha nhiều. Các cái thì mình thấy các cái sống đen pha đen pha thì nó rất chậm. Nhưng mà càng về sau thì các em sẽ thấy mọi người các cái tài liệu quen với của lòng mắt trăng này, cái điều này nó sẽ chủ yếu là nó tội chiếm thời gian rất là nhiều. Thì mình hay nói là trong giấc ngủ mình hay có giấc mơ, và giấc mơ đó là gì? Cái sáng thì mình giấc mơ đó, nó thường có phản ánh của sự thật không vậy? Không, đừng có lạnh xẹp. Thì giấc mơ của mình thường nó sẽ là sự giấc mơ, để mình thấy có mơ, mình có không có mơ. Thì vì cái hoạt động trong này của các em nó sẽ được lưu lại ở trong người não của mình. Ví dụ là những cái đố nha, cái hoàn thái cái gì nhé rồi, thì nhờ có cái giai đoạn giấc ngủ đó, rồi sẽ não của mình nó sẽ trong lưu lại cái công sinh đó để coi là cái công việc này sẽ được lưu lại thành trí nhớ trung hạn, trí nhớ dài hạn. Còn một số những cái công việc mà không cần thiết thì các em thấy là mình sẽ quên đi. Ví dụ như ngày hôm nay thì hỏi là hồi trước các em ăn món gì, ba lần nữa em không chịu, các bạn nhớ được không? Các bạn thấy chuyện ba lần nữa em không chịu sao mình nhớ, không có liên quan gì đến đâu. Nhưng mà ví dụ ba lần nữa có chuyện là mình đi ăn ở quán đó xong mình bị thương chảy quá trời luôn. Thì ra mình sẽ nhớ. Nhớ tôi già. Nhớ tôi già. Nhớ tôi già. Nhớ tôi già. Chính là cái gì là sự tạo điều kiện cho các bạn là các bạn thích là điểm hơn. Thì cô xong là một cái hai nó sẽ giúp bạn chuyển các trí nhớ của mình từ cái trí nhớ ngắn hạn sang trí nhớ trung hạn và dài hạn. Và lưu trữ những cái thông tin này mình sẽ giữ lại những thông tin này không cần biết gì là bỏ đi. Cái ngày nào cái cô nó chính là rất là nhiều và thông tin hết cả những cái chuyện mình biết cũng nghe nữa, cái này mình cũng nhớ hết thì di chuyển qua. Còn cái chỗ là mình cứ hết nè, cũng như thế này cái có cần để coi cho mình một xíu. Thì đó là cái giấc mơ của cái ba này là sự phức tạp hơn của các cái dấu vết trong não bộ hay quá nhiều không thành hồn các cái dấu vết chỉ vì là sự đau lúc đó mình đã tiếp nhận qua cuộc sống và nhiều khi mình thấy là nó sẽ có pha trộn những cái cố tư cấu luôn. Ví dụ trước khi đi ngủ mình xem một bộ phim kinh dị mình thấy có quái vật hay là có cái ma thì mấy bạn sẽ thấy sao vậy? Mà. Thì trong cái giấc mơ mình sẽ thấy rằng mình cũng là ma, mình cũng là ma luôn. Nhưng mà ví dụ như là đó là không, mình sẽ có cái giấc mơ đó là những phi sinh lý mình đang vô sâu cái phòng phi sinh lý trong phòng hai người sẽ xuất hiện và thể hiện con ma hiện ra. Các em sẽ thấy đó là mình còn vai trò gì sáng nay nhìn cái mặt xong sinh lý mặt của giấc ngủ xong rồi kèm theo là sắp tới kỳ thi rồi đang quá mà nói thì đừng có xem phim ma nữa. Sẽ tạo ra một cái câu chuyện của mấy em đó là đi theo sinh lý gặp ma. Em hãy làm theo mình. Cái chuyện thứ hai đó là khi mà mình ngủ thì không phải tất cả các tế bào thần kinh của mình có đều quy mạch hồng hết mà nó sẽ vẫn còn một cái thứ điểm để mà nó ăn ghé. Thế là có bao giờ thấy là tự nhiên mình ngủ tại sao mình mơ thấy là bị thua mất một cái tay hay là bị lọt vô một cái hố một cái bản thân nào không? Thì lúc chúng ta làm sao ngủ thì xong ta thấy là không thấy là ta bị tan hay là ví dụ gì đó cắt đứt một cái cánh tay cảm giác rất là đau đớn xong ta dậy để la hét thì mình nghĩ
là do người ta nằm ngủ, người ta nằm đè cánh tay nó sâu quá đấy, và cái tay của mình nó bị tê. Thấy là khi mà mình ngủ đè, ngủ quên mình nằm đè lên tay, thì cái cách đưa máu cho tay nó sẽ là nó sẽ bị hồi giãn, thì nó sẽ làm cho tay của mình bị mất vui, mình bị cảm giác tê, cảm giác rất khó chịu. Thì nhờ cái giấc mơ đó, nhờ cái hệ thống cứu nó cũng còn cái cứu điện đó, nó giúp cho mình phát tỉnh, không cái giấc mơ của tay mình cắt đứt mất rồi, phải thức dậy thôi. Mình mới xác định rằng cái tay của mình thì nó sẽ thấy bằng hẳn rồi là mình thay đổi cái tư thế là ngủ như thế nào. Hay một số bạn hay là ngủ xong rồi mình thấy tè gì đó, đó là sau khi ngủ xong rồi như thế mà mình tiêu ra cái mắt rồi cũng hay nghe thấy tiếng mình hết trơn á. Thì thường ra số khi mình ngủ các bạn sẽ thấy là do gì, khi mình ngủ cái con ngủ của mình chậm chậm quá, sống cũng tính quá, thiếu cái oxy. Là do khi mình tiếp tục không có quen mà hay lấy gối, hay lấy chăn, lần đầu lại có nó tối. Khi mình ngồi nó không thức sáng thì bằng khác là mình cứ hoàng còn đè ha. Nói chuyện mình thấy bằng nào cũng đi ngủ với mình, chồng chăn cái mất nè. Rồi mình sẽ thấy là sẽ có nguyên những lần mình thiếu oxy nè. Thay vì giống như mình thấy chắc mơ nó chỉ là mình thức tận để làm cho mình thấy là cái tình trạng nguy hiểm như là để làm gì. Mà cái giấc mơ nó cũng không có giá trị nhất định. Một cái ví dụ nữa, tôi thấy là như có những cái chuyện mà mình không đưa ra cái vấn đề gì đó, cái chẩn đoán mình không biết chẩn đoán như thế nào làm sao, mình cứ mặc cái suy nghĩ hay là xương cái này mình khoái á, cái bài đấy á, để hoài ra từ mình suy nghĩ về nó hoài, tự nhiên vì trong cái giấc mơ của mình tìm ra được cái cách giải, cái cách hướng dẫn trước đó, là do thì cái tính là bên mình ra nó đang không biết, cho nên mỗi quá nó đang thì nó giải quyết. Họ sử dụng các cái trí nhớ, các cái thông tin mình đã thu nhận được, các xử lý cái vấn đề đó. Bởi vì giấc ngủ nó rất là lâu dài, các bạn phải lưu ý là sẽ tham gia có ngủ giấc ha. Thì cái chuyện là ngủ giấc đây không phải là cái thời gian, phải có những bạn hay là em ngủ 9-10 tiếng xong sau đó em vẫn mệt, vậy em vẫn còn muốn ngủ thêm, các bạn quay lại là cái chất lượng của cái giấc ngủ nó như thế nào. Thì có những bạn ấy chỉ còn mình ngủ 30 phút ngủ trưa, nhưng mà sau đó mình thấy rất là thoải mái, tỉnh táo. Có bạn ngủ trưa tới 3-4 tiếng, sau khi học lớp 3, thì về nhà ăn cơm xong 12 giờ ngủ rất 5 giờ luôn. Sau về một cảm giác là gì? Rất là mệt, rất là mệt. Cái quan trọng là cái sức lượng giấc ngủ. Thì ngày nay cái nghiên cứu về giấc ngủ nó cũng còn chưa được rõ ràng. Tại vì có người nói là một ngày của mình phải ngủ từ 6-8 tiếng trên 1 tiếng. Nhưng mà có một số cái nhà khoa học thì đây cũng thấy là mệt. Có lẽ là một ngày họ chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi. Bộ sản phẩm của họ cũng làm việc rất là tốt. Vì các cái nhà máy hồng thôi, các cái nguyên bài do đó là chúng ta ngủ là biết bạn cái thời gian đó quá. Mười mấy tiếng đồng hồ thì cái ngủ đó trong tiên đó, thời gian đó để học tập để làm. Các con ra được quay như vậy ha. Thì ta chia ra thì không nói là nhớ là chỉ có đọc cái nghiên cứu của cái ông này. Tự nhiên là một cái bên hay không? Và đó là một ngày cảm nhận sự sống rất là nhiều những điểm nhỏ mỗi lần khi ngủ thì năm đến 10 phút thôi, còn ngủ ở cái thời gian ngủ khoảng một ngày khoảng chừng 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ. Ê, quả sĩ ông quả sĩ gì quên cái thời gian đó là mình sẽ tác nhận được rất là tốt nên mỗi lần không biết cái cơ chế ngày hôm nay thì là của ông quả sĩ Picasso à, chính xác hoàn toàn những điểm của Picasso này. Hôm nay chỉ là một phần điểm, một phần kết thúc thôi, sẽ còn thay đổi theo thời gian. Ai là một quan quyết của bạn, một cái ông hoa sĩ đó được, hoa sĩ gì vậy? Nhưng mà cảm ơn các bạn là có đầu tư phần bài của nghe, phần bài và lên phần bài cho các bạn có mối cùng nghe để chia sẻ phần não định danh cũng nghe. Leonardo da Vinci vẽ cái bức hình gì mà vẽ gì mình là Monica à? Leonardo à, ở như vậy được rồi. Đó là nhà thì ông ngủ 5-10 phút gì đó thôi. Nhưng mà ông mất sớm. Các bạn phải học từ đầu hết, để khi thì nó rất là khó, thì không thể nào có đủ thời gian để chuyển nó. Dĩ nhiên những cái điểm mà không làm tới lên một cái tiếng mà ok sau khi đi xong rồi tới một cái năm rồi có cái đời sống sau này của bạn có thể tiếp tục nhớ được phần này, có thể không phải bác sĩ chuyên khoa thần kinh, còn cũng phải biết nhân có sao
chúng con cái sự bình bền thì cũng luôn rất là đau đầu, rồi nếu mà chỉ cái mà khác còn cái mà nó cái bệnh nhân nó chỉ còn ngồi được thì nó là một gì cũng được đến như này. Còn về cái bệnh phòng một như thế nào thì như thì nó là thằng của bác sẽ có qua nhưng mà cái slide này để nhé các em số nhóm các bạn cũng chưa chuyển cái gì thì sẽ không có là sẽ gửi lại cho đó. Cái slide là để mà các bạn trình bày rõ ràng em chỉ rất là hay, sẽ giúp cho các em dễ nhớ hơn thì sẽ là một cái lời kết cùng cho cả hai